116 Ngày 116 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đúng vậy, chị ấy bảo mình tối cùng đi siêu thị. 对,她叫我晚上一起去超市。 对,她叫我晚上一起去超市。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y tiền. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bẩn địa rấn. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Rú quốc nhì tráng sử chiên lưu tại Yuyệt Nán. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Cháu tạo sang sự huệ quả lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. Bú yào zài gân wo khờ chì lợ. Bia zài gân wo khờ chì lợ. Hai vị xin đợi chút. Lãng vị xin sao tầng. Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng cũng không tệ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lưu trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển de mán hảo de. Nhận điện thoại một chút. 借一下电话. Không có việc gì đâu. 没事的. 没事的. Có khả năng 6 giờ hơn. 可能6点多. Muộn chút gặp lại. 晚点见. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. Chị đỡ đá điện thoại thông chí wo. Sẽ về đúng giờ mà. Huy chuẩn sử huy chú đỡ. Bye bye. Bye bye. Vừa rồi là căng căng sự chị gái ruột xin chìa chìa chị ấy bảo mình buổi tối đi ta chào wo wǎn shàng qù.